Mẹ ở đó cùng em xuống đi thư viện để đọc sách. Vậy theo con đường đi vào thư viện chúng ta cần thực hiện được điều gì? Điều gì thành nào? Đây là thư viện nội quy của thư viện ạ. Vâng. Các bạn nào biết không? Có. Thứ ba thì nội quy của thư viện như thế nào? Em làm như thế nào? Thầy đáng phải yên tâm nào? Em thấy nội quy của thư viện là không được mang các loại giấy dép vào phòng thư viện, không được mang đồ ăn hoặc thức uống vào phòng thư viện ạ. Vâng, nào cảm ơn chị ạ. Vâng, có em nào bổ sung cho bạn không? Có. Thế vậy khi vào trong thư viện chúng ta đọc sách thì chúng ta phải chú ý điều gì nhỉ? À, đã vào bạn Vinh đã. Vâng, các bạn nào sung không? Có. Em đã cảm ơn em rất nhớ đó là sách chúng ta nó chọn là mã màu. À, màu trắng, màu xanh dương, màu vàng, và ngoài ra cái chủng loại những màu khác cũng được, đọc được. Và chúng ta thầy giáo cùng với em nhé, thầy giáo giới thiệu với em này, chúng ta học biết đọc là cá nhân, chúng ta phải lưu ý. Mình mời bạn Hoài An.
gà trống thức dậy sớm giúp giúp báo thức mọi người trong làng của mình đi học và đi làm. Mình cảm ơn ba. Không có gì, có bạn nào muốn chia sẻ cùng với mình không? Mình Nguyễn Thành. Bạn hãy theo câu cảm về con gà trống này. Chú gà trống này rất đẹp. Mình vừa vẽ xong bức tranh tả về phong cảnh biển, có ai muốn chia sẻ với mình không? Người bạn Phương. Bạn Phương mình hỏi tại sao bạn lại vẽ về biển? Vì sắp nghỉ hè rồi mình rất thích đi biển. Và con bạn. Còn anh muốn chia sẻ với mình nữa không? Mình người bạn Quang. Bạn hãy nêu một câu cảm về bức tranh của bạn. À, biển ở Hạ Long rất đẹp. Giờ chúng ta đã được học qua một tiết tập thư viện, thì qua hai hoạt động, chúng ta hoạt động thứ nhất là hoạt động đọc và chia sẻ về câu chuyện của mình, hoạt động thứ hai em ghé cảm nhận về câu chuyện đó, thì đến giờ sau chúng ta sẽ tiếp tục đến thư viện để tìm hiểu những câu chuyện mới, chúng ta tìm tập buổi học đến đây kết thúc.